Chào các bạn. Hôm nay mình muốn chỉ các bạn cách mở livestream OBS kết nối với livestream YouTube. Đầu tiên các bạn mở chương trình OBS, nhìn vào chữ cảnh bên tay trái màn hình, bấm vào dấu cộng, bấm tiếp vào chữ quay màn hình, xong bấm đồng ý. Tiếp đến bạn lia chuột đến ô điều khiển ở giữa bên phải màn hình. Bấm vào chữ bắt đầu ghi và chữ bắt đầu delay buffer để màn hình bắt đầu quay. Tiếp theo ta lại bấm dấu cộng và tìm chữ media. Tiếp đến bấm 2 lần đồng ý. Cứ làm như vậy với thu âm đầu ra và thu âm đầu vào. Tạo luôn cả hình ảnh để khi cần thì ta có thể chèn thêm logo hoặc hình ảnh ta muốn chèn vào. Đặc biệt chúng ta cũng tạo thêm thiết bị quay video này. Chúng ta cần nó để mọi người có thể nhìn thấy chúng ta. Giờ quay lại ổ thiết đặt, đến ô luồng, ta nên chọn dịch vụ TubiH. Máy chủ thì nên lấy Zymerge Ingress Service. Còn phần đầu ra và phát luồng, bộ build mà ta nên chọn cái nào có chữ new và gì cả đầu ra là 1920x1080. Độ phân giải cơ sở và độ phân giải đầu ra luôn tỷ lệ khung hình là 16:9 và đu cây luôn là 16. Phần phím nóng thì ta có thể mặc định theo ý mình để dễ dàng thao tác. Giờ thì bấm đồng ý để kết thúc. Bây giờ ta vào YouTube. Đăng nhập vào tài khoản của mình. Bấm vào phát trực tiếp. Bấm sao chữ sao chép mũi tên 1 để copy. Xong ta quay lại trang OBS, mở phần thiết bị đặt luồng. Bấm vào chữ kết nối tài khoản, đề xuất. Có thể bấm bắt qua hoặc có thể máy sẽ hiện lên chữ tài khoản của bạn đang được phát sóng bên YouTube. Giờ cứ bấm tiếp tục để mở kết nối. Xong bấm đồng ý để bắt đầu chuẩn bị phát sóng. Bạn nhìn bên thanh điều khiển. Hãy lướt chuột vào chữ quản lý phát sóng, xong chọn phát sóng hiện có. Rồi sau đó nhấp vào sự kiện trực tiếp của mình. Nhìn xuống dưới màn hình bên phải bấm vào chữ chọn phát sóng và bắt đầu. Giờ bạn nhìn vào đây để kiểm tra. Nếu có biểu tượng like và có ô vuông màu xanh có nghĩa là nó đang phát sóng bên YouTube. Bây giờ YouTube đang ở chế độ live stream. Ở phần chỉnh sửa, các tùy chọn cài đặt, bạn nên đặt tên, ghi mô tả và quyền riêng tư theo ý của bạn, sau đó bấm chữ xong và chữ lưu để qua ra.
Sau khi bạn livestream xong, bạn nhớ bấm chữ kết thúc sự kiện trực tiếp để tắt livestream bên YouTube trước. Sau đó mới qua trang OBS bấm ngừng phát sóng để kết thúc livestream. Cảm ơn các bạn đã xem clip này.